quý cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Tài. Và buổi trưa hôm nay Tài đang có mặt ở nhà của ba mẹ chị My để mà trao một số phần quà của chị Hồng Anh gửi cho ba mẹ chị My với quý cô chú anh chị. Sẵn đây thì Tài mời cả nhà vào bên trong để mà thăm gia đình của ba mẹ chị My luôn nha quý cô chú anh chị. Đường vào bên trong nhà thì nói chung nó hơi lầy lội một chút xíu, tại vì ở ngoài này lũ đất á, trời mưa nó lầy, ôi nguy hiểm. Có sao không đây? Đây là nhà ngoại Jimmy. Chào anh. Nấu đồ ăn chưa hả anh? Nấu canh. Nấu canh ăn chưa hả? Canh bí đỏ hả? Này canh bí đỏ. Bí đỏ. Làm cơm chưa? Giờ này cũng chưa 10 giờ. Có ba mẹ Jimmy nhà bển không anh? Có. Dạ, anh nấu cơm nha, em qua bạn chút xíu nha. Rồi. Dạ, chào anh. Đây là cái căn nhà ba mẹ chị My dùng để mà tước lá gòn, sau đó đem đi phơi, bán lại cho người ta. Mấy ngày nay ba mẹ chị My không có đi mua con gòn ở sao, thì tại thấy trong này không có cây gòn nè. Ở phía sau nhà này thì là nơi phơi lá gòn cho nó dốt dốt với mọi người, sao hết đem đi bán. Đây là chiếc ghe mà ba mẹ My dùng để mua bông gòn cho bông gòn, sau đó bán lại. Thì Tài thấy con ghe này khá là nhỏ luôn, rất là đơn sơ. Đối với một con sông Cần Thơ thì mênh mông rộng lớn như thế này luôn rồi mọi người. Nước sóng đánh rất là dập dìu luôn, nhưng mà mình thấy con ghe khá là nhỏ. Cái độ nguy hiểm rất là cao luôn á. Nhưng mà kêu Tài đi con ghe này đi ra sông lớn như thế này chắc mình không dám đi đâu. Tại vì cuộc sống mưu sinh mà. Vì thế ba mẹ của My bắt buộc phải dùng trên cái con ghe này. Con ghe này thì gia đình đi mua bông gòn á, tầm 2 đến 3 ngày mới về. Mình vào bên trong luôn. Đến vào bên trong mình thăm gia đình. Sẵn tiện mình gửi phần quà của chị Hồng Anh cho gia đình luôn quý cô chú anh chị. Đây là nước ngập ha. Như ở đây đất thấp á mọi người, nên là Tài thấy đi vòng vòng xung quanh đây với ngoài kia nước ở đâu nó cũng lên đó chưa. Dạ cô ơi, cô ơi có nhà không cô? Dạ con chào cô. Dạ cô ngồi đó đi cô. Ủa chú đâu rồi cô? Mới thị đây là đất tiêu rồi. Dạ chắc không có dưới sông đâu, tại vì con cũng ở dưới sông mới lên. Dạ cô không gài khỏe hả cô? Không gài cũng bệnh về gài với bằng đêm khó ngủ quá. Cô không gài cái ra thăm mộ của Jimmy không? Có chứ, ngày qua có lên chảnh rồi. Chưa qua có ra ngoài hả? Có. Chảnh đi sông hết rồi. Mộ sông hết trơn hả cô? Sông hết trơn rồi. Nãy con cũng mới ngoài kia vô thấy nước ngập quá trời ngập. Ngập nhưng mà nó gọi hết rồi. Gọi hết rồi cô. Tiền công thợ cô trả hết chưa? Ngày qua mới đem chảnh trả. À, tổng 26 triệu trả hết. Dạ, vậy cũng được rồi ha. Hôm bữa tiền làm đám cho Jimmy đây, gia đình mình có nợ lại gì không? Cũng có mấy triệu à, có 4-5 triệu à. Còn nợ lên hả? Có thấy mọi người cũng hỗ trợ cũng nhiều quá. Cũng nhiều đó mà, tại vì hôm đó cũng bệnh đó. Rồi cái mình mượn trước. À, là thiếu nợ lại là cái lúc trước bị bệnh đó. Bị bệnh đi khám cấp, bệnh viện á. Cấp đi trung ương rồi đó. Cái khám tới luôn á, mượn. Dạ. Tại con thấy mấy anh em cũng hỗ trợ cho cô cũng khá là nhiều á. Nhiều đủ rồi nhưng mà tại cái tiền đó tiền cũ. Dạ. Chứ không phải là mới đây. Là tiền làm đám với tiền gương bọng với mà đủ màu mã này kia là đủ. Chỉ là thiếu nợ là cái tiền chị My đi trị bệnh trước đó rồi mình mượn của người ta. Thiếu là cái phần đó thôi ha. Đúng đó. Không gài cô chú có đi làm không? Không, không gài nhà lo cúng từng nè, mới bằng từng đây nè. Rồi đâu có đi được. Bằng cái nào 7 từng hết mới được đi. Tại sáng cũng chịu cúng mà. Là vài ngày nữa cô chú mới làm lại. Và cỡ còn 6 tuần mới làm được. Tại vì ở nhà sáng cũng chịu cúng nè. Rồi mình thầy lại tụng nữa, tới tuần là phải tụng. Dạ, mình ở nhà lo cơm nước này kia để mà cúng. Cái việc mà mua bông gòn, mua lá gòn cô đó thì cô đi tầm mấy ngày mới về? Có khi trời nắng thì bữa trước bữa sau về, còn trời mưa thì về sớm cũng không có nhiêu. Mưa lạnh quá về sớm. Hai vợ chồng mà đi mua bông gòn xa không cô? Đi xa lắm, đi xuống dưới chợ ôn, đi với cả cô ấy. Đi xa gì luôn hả? Xa luôn. Thấy cái ghe nhỏ xíu mà sông nó lớn quá. Miễn ghe sống mình vô bờ. Ồ.
trời, mà hết sống thì qua sông chứ đâu dám qua sông, sông này bự mà. Tại con thấy con sông Cần Thơ nó lớn nè, mà ghe cô thấy nhỏ xíu xíu à. Cái đó là cô bông gòn, lá gòn đó cô mua của người ta hay là cô xin? Người ta thấy là thương người ta cho, không mấy mình mua. Mua à? Mua lá gòn của người ta? Mua. Có người ta thấy là mình tạo nghiệp thì người ta cho nữa, cũng có nữa. Dạ. Rồi cô đem về đây là mình mới tước lá ra mình phơi. Mới bán như đó mình bán ký à. Bán ký khô 7 ngàn. Ồ, ký khô 7 ngàn chắc nhiều lắm á. Như mình đi 2 ngày 3 ngày vậy đó, ăn uống trên ghe luôn hả sao cô? Ăn uống trên ghe luôn. Mình ở 2 ngày nấu cơm trên ghe luôn. Nấu cơm? Mình mua đồ mình ăn hay là sao? Mình mua cá rồi mình kho với ghe cơm mình nấu luôn. Nấu cơm á. Thường cô đi như vậy là tầm 2 đến 3 ngày mới về á. Là tầm được khoảng bao nhiêu ký gòn? Khoảng đi 2 ngày mình đá tư thì được 5-6 ký rồi, đá khô không có nhiều. Đó là 70 ký. Ủa như vậy là cô với chú về là phải tước ra mình phơi cho nó gáo gáo mình mới bán hả? Ừ. Vậy là lỗ rồi. Vậy là một ngày, một chuyến đi về cô chú cũng đâu có nhiêu tiền đâu nữa. Đâu có nhiêu tiền, thua đi bằng hồ nữa, mà tại ông già không, mà không nói. Hai chồng già bằng hồ không nói. Mà không nói. Những khi mà cô chú đi có gặp những nguy hiểm gì mà sóng gió mưa bão không? Có chứ, đi qua sông là hồn vía không còn miếng máu nữa. Bị hoài gì? Bị hoài luôn. Bị hoài gì? Tại nghề đó phải gán chịu làm sao vậy? Tại cái ghe cô chú quá trời nhỏ luôn, tôi thấy con là sợ luôn. Không, không đi cũng không có bận gì được đâu, có tiền ăn. Phải gán đi. Đổi nghề mà chưa đổi được nữa, muốn làm gì nữa. Không gọi cô có ra trời thăm anh Ngọc phải không cô? Nó qua gì năm nó ra nhưng không ra phía sau. Tự nhiên em đây cái nó nói với cái người quen mà ngoài ra gì những cái bạn nó đâu không vô đây nghe gì thôi chứ mình lo cúng luôn mình không ra. Dạ. Không ra được. Chắc anh cũng buồn chuyện gì đó chứ không có gì đâu cô. Mà trong đây cũng không nói gì đó, trong đây thương nó mà. Dạ. Chứ đâu có ghét nó đâu. Chung là thôi con cái con chắc ảnh cũng có chị My cũng mới mất rồi, ảnh cũng tuổi thân, ảnh cũng buồn cái này kia. Yeah, chứ có không nghe, có gì. Có nghe nói không sao mà mẹ thương con nó gì thôi à, chứ không có nghe nói gì. Yeah. Mẹ mà thương con khóc ngày khóc đêm mà không thương con. Tại không biết thôi chứ. Trời ơi, nhớ. Nhớ. Chị lắm nhớ. Con mà ai không nhớ, còn con nhà con đứa con gái một. Ừ. Ai không nhớ, ai không thương. Hôm nay con ngủ được không? Hồi sáng thì cũng chút, hồi trưa hôm cũng được. Mấy đêm hôm là bỏ ngủ không con? Ừ, hôm nay bỏ ngủ, bệnh luôn, ngủ không có được. Nhớ nó đi ra đi vô vậy nè. Từ khi mở cửa mã đây, Ngọc, chị Ngọc, chị My có về báo mộng cho cô hay cô có gặp gì không? Ê, có ngủ được đâu, báo mộng. Ngủ chắc sáng không chút hả? À. Dạ. Ừ, có ngủ. Trên Ngọc không phải là chị My có về báo mộng á? Thì nó nghe báo mộng gì, nhưng mà người ta nói vậy nè, hết 49 ngày mới được báo mộng. Giờ nó không được báo mộng, có hai người giữ. Nghe nói vậy thì sao, mình nói vậy chứ mình không có gành. Dạ. Thì con cũng nghe anh Ngọc anh kể lại thôi. Chắc là thương Ngọc nhiều hơn ghé trời ngoài. Ừ, cũng thương Ngọc. Thương nó Ngọc nhiều hơn. Thương nó mê ngoài á. Mấy bữa trước hồi lâu rồi nó còn lấy cái vỏ đồ đem bán. Mấy á. Cũng đồ ngoài ở ngoài luôn. Có vỏ đồ nữa. Nó còn sống nó cũng lo lắm nha. Trong đây mà ngoài nó có đồ ăn là nó cũng lo đem ngoài lắm. Nó mi á. Thương Ngọc nha. Về nhà rồi mà nấu cơm nước kia vẫn đem qua trò ngoài cho anh Ngọc nha. Đem ngoài thì lo hai miếng mấy giờ nó sai trả đem cơm ngoài. Rồi nó mới ngồi để yên. Cho chị thương Ngọc ghê. Ừ. Thương thiệt, dữ lắm thương mà. Thương không ai thương bằng mà. Cái gì đây mà nấu cơm rồi mẹ múc cái con đồ ăn vô bọc đi. Dạ con ngồi đây, người cha người chạy xe đạp đem máy cơm máy đi, có đem. Nó lo. Anh dặn, chỉ dặn, nó dặn cô vậy đó hả? Kêu đem mà. Bới cơm rồi bỏ vô bọc đi rồi sai đem liền. Đem ngoài rồi, chỉ ở đây mới mới yên, yên tâm. Ừ, thôi không yên. Trong đây cũng đâu có nói gì nó đâu mà không gài sao nó thấy nó ngoài chứ.
chắc anh buồn tuổi, một thân một bình anh buồn, anh tuổi anh không muốn vô đây á con. Tại vì mỗi khi có chị My trong đây á, vô đây gặp chị My đùa giỡn này kia, rồi bây giờ chị My không còn nữa, vô trong đây không có gặp chị My thì cũng không biết nói chuyện trò chuyện ai, đúng không? Đúng rồi, cũng không có ai để mà chọc ghẹo này kia như là má không có lên, có một lần có má. Rồi sau hai bữa nay cúng tới cúng lần không thấy vô, cái điện thoại nó điện ít vô à, điện mình kêu hai ba lần mà không có nghe gì hết. Nhưng thoại hư hay sao? Nó có hư không mà sao điện hoài không vô, khi ít khi vô điện chừng năm mà có khi vô hay không. Là cô với chú ở nhà vài bữa nó mới mua lá gòn tiếp ha. Ừ, mà cũng vài tuần nữa rồi mẹ bé cũng đi mua gòn tiếp, chưa đổi nghề được. Cô chú định đổi nghề gì? Có người ta kêu đi mua đồ ở chợ rồi bán, mà mình không bán ngày nó có được nhiêu đâu, bán nhiều mua được rồi bán ít, bán ăn nó không đắt khung. Là mua trái cây này kia, rau củ quả mình để ra bán giống như bên chợ nổi bán hơn. Đúng rồi, như bên chợ vậy đó. Mà thấy mà miếng bán không hết thì đi hư nó không có lời. Dạ. Gao nó mau hư. Hôm nay con ghé nhà thăm cô chú thì cũng được chị Hồng Anh. Chị Hồng Anh thì cũng nhờ con gửi cho cô chú 1 triệu để mà tiền nhang khói cho chị My đồ đó cô. Thì con đến đây con cũng trao lại cho cô. Cái tiền là 1 triệu. Chị, cô tên gì xin cảm ơn luôn. Dạ cô chị Hồng Anh đó cô. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Anh giúp đỡ cho em. Dạ thì sau đây thì Tài cũng gửi 1 triệu của chị Hồng Anh gửi cho gia đình cô chú và con gửi cô chú. Dạ. Tài cũng cảm ơn chị Hồng Anh rất là nhiều đã hữu duyên để mà hỗ trợ cho gia đình chị My trong cái lúc này. Dạ. Chú là đi vòng vòng đây hả con? Đi vòng vòng đây hả? À? Mới đi vòng vòng đây. Mà vậy giờ cũng đủ cũng vui mừng lắm rồi. Dạ, nói chung là có chút nào hay chút đó. Mừng lắm mừng đấy, dạ. Kể ít mình lo được. Chứ 1 triệu này hai vợ chồng đi làm lá gòn chắc cũng có tuần lễ mới có. Có tuần lễ mới được đó. Thì ngày có mấy trăm, trăm ngày hai trăm. Ngày có mấy trăm mình ăn nướng chi. Ăn uống là hết rồi. Ăn uống nữa, rồi cái đồng y bệnh cái đồng mình cũng mượn thêm. Cảm ơn cấp đi khách mình trước á. Giờ là gia đình mình thiếu nợ là cái nợ của đi chi bệnh đó ha. Ừ, đi chi bệnh. Tại vì hôm bữa cái đám tang con thấy mấy anh em này kia cũng kết nối á. Nhưng mà quý cô chú anh chị mình Hồng Quân cũng hỗ trợ cho gia đình mình cũng là khá nhiều á. Giờ cũng khỏe vậy, hết lo. Cũng nhờ mọi người. Nhờ mọi người giúp đỡ. Dạ. Vậy cũng đỡ. Châu cơ. Nước ngoài nước đó. Giúp đỡ nhầm nhẹ lắm, nhẹ như là mừng lắm mừng rồi. Chuẩn bị vô mùa mưa bão. Dạ, chắc cô bão. Chú cũng ở nhà lâu dài ở lắm. Ở nhà là hơi lâu dài. Chị đâu mà con thấy nãy con xuống coi cái ghe, là ghe cô đậu dưới đây phải không? Cái này phải không? Ừ, cái ghe nhỏ xíu xíu à. Con sông thì nó quá to đi. Đi sống chắc lắc lư lắm hay con? Bây giờ sống là sống bự, không ghê. Bão mà. Nhưng mùa bão quá, tháng 1 à. Im, qua sông không sợ. Dạ. Thường thường mỗi năm á, như tháng 11, 12 này nè. Vô mùa mưa bão á, thì lúc đó cô chú đi làm công việc gì? Mỗi năm á. Mưa bão quá trận ở nhà không à? Là ở nhà không luôn. Ở nhà không suốt luôn, đâu có làm gì được đâu. Mình có mặn có nhiêu đó mà. Dạ là hai vợ chồng trong những mưa bão không có. Không đi được. Không có kiếm công việc khác làm để kiếm ra đồng vô luôn à? Không, không đi. Ông hồ đi mượn hồ thì mưa gió ta cũng không có bớt nhiêu. Vậy thôi ông ở nhà kẻ sống ăn có gạo có cơm mà ăn. Là những ngày nắng như thế này thì đi làm lá gòn dành dụm ở đó. Ừ, để dành những mùa mưa ở nhà ăn. Làm năm làm hết năm, đâu có dư đâu. Ừ. Cô thấy chị My thờ cái bàn sao ơi? Gia đình mình không mua cái bàn nhỏ nhỏ làm cái bàn thờ ấy. Bây giờ chưa có tiền mua tới đó, từ từ đi. Chưa có tiền từ từ ha. Từ từ đi. Tạm thời là để ở dưới này. Cái bàn đó đi, rồi để đi mặn kiếm tiền ha. Mua cái tủ nhỏ nhỏ cũng vài trăm ngàn thôi. Mua cái tủ khoảng chừng cỡ ít thì cũng 20 triệu mới thờ được. Dạ. Để trong cái góc đó luôn là dừa. Để góc luôn thờ dừa nè. Tủ thờ dừa. Tủ cây á. Ừ, tủ cây á.
Thì tạm thời không có tiền thì cho chị ở đó vài năm đi. Ừ, để có tiền rồi tính. Dạ, vài năm ở đó thì sau này có tiền là đưa lên trên. Mua rồi đỡ đưa đưa lên trên. Để gì mặn kiếm tiền hả? Chứ giờ không có tiền đủ mua đó. Chứ giờ đang giờ mình nằm từng mình cũng phải cho thầy tiền nè. Mình mua đồ đó. Mỗi lần thầy lại đây gì là cô gửi cho thầy bao nhiêu? 300. 300 một lần 300. Thầy ở gần đây không hả cô? Thầy xá lắm, ở đúng lúc một hết. Lúc bên kia à? Ừ. Chạy lại cũng rồi, cả đứa đi sang hết á. À. Chúng là thầy đến rồi gửi cho thầy tí ít tiền xăng này kia cũng được. Ừ. Dạ thôi, con hôm nay cũng đến mà thăm gia đình. Nhưng mà gửi cái phần quà của chị Hồng Anh cho gia đình. Thì con xin phép gia đình mình con về. Có dịp hoặc là có duyên nữa thì con sẽ ghé đi thăm gia đình mình, hỗ trợ gia đình mình tiếp nha cô. Dạ. Rồi, con chào. Cảm ơn, dạ, con chào cô nha. Chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ, rồi con chào cô. Rồi con về nha cô. Dạ, vừa qua thì Tài cũng ghé thăm gia đình. Thì Tài cũng cảm ơn chị Hồng Anh đã hỗ duyên cho gia đình về một ít mọi người. Chung là mọi người có tấm lòng gửi cho gia đình rất là vui luôn. 500 một triệu đối với gia đình đó là một số tiền khá là lớn luôn. Vì gia đình đi làm mua lá gòn thuê cho người ta rồi bán lại á, không có nhiều tiền hết trơn á. Đây chắc có lẽ là Tài cũng xin phép và quý cô chú anh chị Tài kết thúc video ở đây. Tài cảm ơn gia đình đã theo dõi video của mình nha. Dạ chào anh. Ôi mình nấu lò củi hả? Nấu lò củi. Anh nấu này nấu canh đó hả? Nấu canh. Giờ vẫn còn xài bếp củi truyền thống đó nè. Lá dừa. Củi. Củi này mình kiếm ở đâu anh? Củi này đi lá gòn á. Đi mua lá gòn về có củi mình chậm luôn. À là mấy cái nhánh gòn á ha. Gòn á. Tiện quá nè. Lá gòn mình bán còn thân gòn mình làm củi. Lá gòn mình bán rồi củi thì để chậm. Để chậm. Khô chậm. Ồ. Đôi công được việc quá luôn. Anh có hay đi mua gòn chung không? Có, hai ghe, có hai ghe. À là gia đình mình đi ghe, gia đình của Jimmy đi ghe. Đúng rồi. Đi chung. Đi hai ghe. Hay gì? Anh đi một mình hay là đi mình với anh? Anh đi mình ơi luôn. Đi làm ăn mình anh. Anh đi mấy ngày rồi mới về? Đi sáng đi chiều về. Là anh đi mua vòng vòng ở đây. À đi mua vô trong đi cũng đi xa. Đi xa. Như mà chợ ông ngồi đó như trong kinh công gạch rồi đó. Rồi đốn đầy ra cái chiều về. Chiều về sáng chứ. Sáng đi chiều về. Đó, chiều về mình tước lá ra. Tước lá ra. Mình phơi về bán là ký. Mình tước lá ấy tư luôn. Giao tư cho người ta phơi. Tôi vậy luôn. Làm ký là được bao nhiêu? Ký được 1.500, 1.600 là tươi á ha. Tươi, còn tươi, khô thì nó mắc hơn. Khô thì mắc. Mà nhẹ ký. Mà ở đây không có chỗ phơi. À là anh bán tươi thôi. Rồi bán tươi. Như một ngày anh đi lặt lá gòn như tầm khoảng được nhiêu ký? Khoảng đi 300-400 ký. 300 ký. Ừ. Là được, nhỏ 300 ký. Được 300 ngàn. Trừ tiền xăng dầu ra. Trừ xăng dầu lại chắc được 300-400. Ồ, cũng ngon á. À, là tiền xăng dầu là bỏ xăng dầu luôn á. Là bỏ xăng dầu ra luôn á. À. Còn lại được 200-300 á. Ừ, đi cũng một ngày cũng được. Cái ghe nhỏ này nữa, ghe này ghe bự, còn ghe nhỏ ngoài mặt kia, đậu ngoài kia. Dạ ăn cơm trễ ha, giờ này mới nấu cơm à. Sáng ăn mì gói á. Rồi sáng mì tôm. Chiều chờ buổi trưa thì nấu cơm nha. Chưa, 9-10 giờ nấu cơm. Anh ở nhà đây với ai? Mấy Út trong gia đình ở nhà chung với à đó. Là ông ngoại bà ngoại bé Mi. Là ông ngoại ngoại Mi là đây này. Anh là Út của Mi. Cậu Út của Mi. Ở đây là Út Út ở bên đây riêng, còn bên kia làm ăn riêng á. Là anh đang nuôi ông ngoại bà ngoại. Đúng rồi. Anh có gia đình gì chưa? Chưa có. Chưa gia đình hả? Đi vô cũng khổ rồi. Đâu có đất cát thì không có đất cát á. Ừ. Có nền nhà này không à? Không có đất cát thì chưa có lập gia đình. À, anh nấu cơm cho ông ngoại bà ngoại được ăn nha. Ông ngoại bà ngoại lớn tuổi chưa? Ông bả lớn rồi, 70 mấy chơi này. 70 mấy hả? Ừ. Là anh là kinh tế chính trong gia đình. Út lo trong gia đình này. Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Chúc anh nấu cơm có buổi trưa ngon miệng nha. Dạ, Tài xin phép cả nhà Tài kết thúc video ở đây nha cả nhà. Tài cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Tài rất là nhiều ạ.